I shouldn't be standing with a heart that's so heavy. I shouldn't be up with all the weight that I carry. Don't know if it's right, but I'm sticking with you. You're my only vice, I'm dependent on you. Love's for the wicked, I know this shit too well. I talk, you don't listen, still I wonder. Hello, xin chào bạn. Và đây, mình đã vừa nhận một chiếc tivi Kuka 65 inch. Và lần đầu tiên trong cuộc đời mình nhìn thấy cái tivi 65 inch các bạn ạ. Kiểu 65 inch này to như thế hả? Và bây giờ chúng ta hãy cùng lắp đặt cái tivi này nhá. Ok, mình cho các bạn xem. À, đây là cái dây nguồn, hai cái chân, đây là ốc vít và cái remote. Mất xỉu. Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Máy Bay Vlog. Và đây, mình đã set up xong cái tivi ở trong phòng khách nhà mình rồi. Mình muốn kể cho các bạn nghe câu chuyện thì là mùa dịch này thì mình ở nhà rất là nhiều và mình bắt đầu thấy cái tivi của nhà mình nó rất là nhỏ. Thì mình mới nghĩ đến chuyện là bây giờ mình sẽ mua máy chiếu hay là mua tivi. Mình cũng chỉ có một cái khoản tiền tiết kiệm nho nhỏ để mà đổi tivi thôi. Mình dự định là lúc mà sửa nhà xong thì mới đổi tivi. Nhưng mà tự nhiên dịch đến một cái mình ở nhà rất là nhiều và tivi là một cái mà mình không thể thiếu. Nhưng mà mình vẫn phân vân là tivi to hay là máy chiếu. Và sau khi mà cân đo đong đếm các cái lựa chọn của mình thì mình quyết định là mua một cái tivi 65 inch. Và trong video hôm nay thì mình sẽ nói những cái điểm mà tại sao mình lại chọn một chiếc tivi, cũng như là tại sao mình lại chọn chiếc tivi này. Và những lý do mình chọn tivi thay máy chiếu thì là tivi thì là nó set up dễ hơn. Chúng ta có một cái điều khiển, nó cứ bật lên là chúng ta coi. Muốn cài cái gì cũng được ấy, tức là muốn xem cái gì là bật lên có luôn, không cần phải set up lỉnh kỉnh nào là phải kết nối nguồn phát với máy chiếu này rồi bật máy chiếu lên rồi không phải căn lại cái máy chiếu để sao cho nó nét rồi sao không bị vật chắn rồi này kia. Cái điểm thứ hai đó chính là tivi thì như các bạn có thể thấy kiểu gì cái màn hình của nó cũng sẽ nét hơn, bởi vì là nó không phải là chiếu lên, tự nó phát sáng, tự nó là một cái nguồn phát. Vì thế mà mình đã xem tivi nhiều rồi nên là mình cảm thấy là mình khó có thể đánh đổi được cái chất lượng của máy chiếu với lại chất lượng hiển thị của tivi. Và hiện tại thì hầu hết là tivi đã thông minh rồi và tích hợp ở bên trong đó rất nhiều tính năng thông minh, rồi cài phần mềm rất là dễ dàng. Đó là lý do mình chọn tivi. Ngoài ra thì mình thấy chọn tivi nhiều khi giá thành nó còn rẻ hơn là mua một cái máy chiếu, set up một cái phòng xem phim bởi máy chiếu. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu là cái tivi nó thông minh ở đâu và nó tiết kiệm hơn ở đâu nhé. Cái tivi mới của mình có tên là Kuka S6 G Pro Max. Đó, nghe cái tên Pro Max mà bạn nào dùng iPhone Pro Max thì biết là đây là cái tivi mà mình thấy là to nhất, xịn nhất, mắc nhất của hãng này rồi. Để các bạn tìm hiểu về hãng Kuka này thì Kuka này là một hãng tivi mà chuyên bán online ở trên Lazada. Và mình thấy ở bán rất là chạy ở những thị trường Đông Nam Á như là Philippines, rồi Indonesia và Việt Nam. Thì rồi thì mình thấy là Kuka thịnh hành hơn, bởi vì Kuka thì là tài trợ cho giải AF Cup này, rồi tài trợ cho đội bóng Juventus. Bỏ cái điều khiển xuống, đây không phải là cái mic các bạn ạ. Nãy giờ mình cứ nghĩ như nó là cái mic ấy. Khi mà mình nhận cái tivi này về các bạn là mình có nói lúc mở hộp và kiểu mình bị choáng bởi cái sự to của nó ấy. Mình nghĩ là bình thường thì mình dùng 55 inch rồi, thêm 65 inch, thêm có 10 inch thì nó cũng có nhiêu đâu, không. Nó siêu bự luôn các bạn và mình bị choáng. Về cái thiết kế của tivi á, thì lúc mà mình chọn tivi thì chiếc tivi Kuka này nó khá là đạt cái yêu cầu của mình về mặt thiết kế. Ví dụ như là bốn viền nó phải mỏng, các bạn có thể thấy cái viền ở đây nó rất là mỏng này. Đó, và cảm giác như là nó sẽ hòa vào cái không gian của mình luôn. Tiếp theo đó thì là mình thích cái loại tivi mà có, một là treo tường, hai là có hai cái chân hai bên thôi. Mình không thích cái loại tivi mà để có một cái chân nó ở giữa như thế này này. Và tổng thể thì nhìn nó hoành tráng nhưng mà thiết kế thì nó tối giản và nó minimal, nó phù hợp với không gian sống. Sau phần thiết kế thì cái mình quan tâm tiếp theo đó chính là màn hình. Thì đây là màn hình 65 inch và có độ phân giải là 4K. Ngoài ra thì mình cũng quan tâm đến là cái tỷ lệ hiển thị ở trên cái màn hình nữa, bởi vì là chính vì là nó có cái viền mỏng nên là cái tỷ lệ hiển thị của cái tấm nền màn hình ở trong á, tức là cái phần xem của mình á, là nó lên đến hơn 98%. Vì thế mà các bạn có thể thấy là nó như là hòa vào trong cái background luôn, chúng ta ít thấy cái viền đen và cho cái trải nghiệm
xem phim của chúng ta nó giống ở ngoài rạp hơn. Bình thường trước đây á, mình có làm trong room tour là mình có một cái tivi nhỏ nhỏ treo ở trên này này. Thì cái tivi đấy có độ phân giải chỉ là Full HD thôi. Và bây giờ thì là lên đến độ phân giải 4K. Sang 4K một cái thì là quay trở lại xem cái tivi Full HD mình lắp lại ở trong phòng ngủ ấy, thì bắt đầu là thấy chán hơn nhiều liền. Tuy nhiên thì khi mà chuyển từ tivi Full HD, tivi nhỏ lên tivi to và 4K thì chúng ta hay gặp một cái tình trạng là kiểu như là xem cái nội dung mà nó nét quá, nó rõ quá, sau rồi bắt đầu thấy da người, da mặt của chính mình ấy, những cái khuyết điểm nó sẽ bị lộ hết cả da, rồi da thì nó cũng lộ cả đến từng lỗ chân lông. Thì tuy nhiên thì rất may ở trong cái tivi này nó có một cái bộ xử lý nó tên là Chameleon Extreme 2.0. Thì thường là những cái tivi mà tốt á thì ngoài việc trang bị màn hình 4K thì nó cũng sẽ có thêm một cái vi xử lý AI. Và nó sẽ dùng AI đó để làm gì? Đầu tiên là nó sẽ upscale những cái nội dung chưa đạt chuẩn 4K lên chuẩn 4K để chúng ta xem nó đồng bộ. Thứ hai là nó sẽ dùng AI để fix lại những cái điểm mà mình có nói, ví như là cảnh thì nó sẽ làm sắc nét lên để cho nhìn nó thật hơn, nhưng mà da người thì nó có thể cà một chút, làm mịn đi một chút để chúng ta xem nó ảo hơn, nó đẹp hơn. Rồi đó chính là phần nhìn. Còn tiếp theo thì mình muốn giới thiệu với mọi người, đây là một chiếc tivi có hệ điều hành Android. Mình đã từng sử dụng các hệ điều hành khác ở trên tivi như là WebOS ở trên LG này, rồi Tizen OS ở trên Samsung, và thậm chí là cả Apple TV nữa. Thì mỗi cái hệ điều hành nó có một cái ưu điểm riêng. Tuy nhiên thì mình luôn luôn cần một cái tivi có hệ điều hành Android ở trong nhà, bởi vì là cái hệ sinh thái nhà thông minh của Android với cả phần mềm ở trên Android mình thấy là nhiều và nó đồng bộ nhất. Ví dụ như là mình có thể cài được Clip TV. À các bạn nhớ nhá, Clip TV, khi mà các bạn mua TV Kuka thì Clip TV và FPT Play sẽ tặng cho các bạn là 18 đến 24 tháng gói gia đình miễn phí. Đó, trước đây mình dùng cái Apple TV á thì nó rất là bị thiếu những cái phần mềm của Việt Nam ấy, như là Clip TV, Vion hay là FPT Play. FPT Play thì nó có nhưng mà nó rất là tệ ấy, và thiếu nhất là Vion mọi người ạ. Và mình hay sử dụng Vion để xem phim như kiểu là Penthouse này. Thì có một bộ phim mà đến tận bây giờ mình mới được xem, đó chính là Liên Minh Công Lý bản Snyder Cut. Thì lý do là vì sao? Vì Apple TV không có Vion, mà mình không chấp nhận xem một cái siêu phẩm ở trên TV nhỏ. Vì thế mà mình đã đợi đến tận bây giờ mình mới được xem cái bộ phim này, và phải nói là nó rất là đã. Từ cái lúc mà mọi người kiểu cái bản leak ở trên mạng hay là gì gì đấy, mình hoàn toàn không động vào, rồi mình muốn là phải xem cái phim này nó ở một cái tình trạng tốt nhất. Đó, cái này là được có bản quyền ở trên phần mềm Vion hoặc là FPT Play, những cái mà hỗ trợ HBO Go. Ở trên Netflix những cái bộ phim nó có rất nhiều chuẩn, ví dụ chúng ta có thể nhìn thấy như là Ultra HD, rồi âm thanh 5.1, rồi Dolby Audio, rồi HDR10. Thì đó là những cái tiêu chuẩn mà nhà sản xuất phim đặt ra. Và khi TV mà đáp ứng được nhiều cái tiêu chuẩn đấy á, thì cái trải nghiệm xem phim của chúng ta nó sẽ gần hơn với cái mong muốn của người tạo ra cái phim đấy. Riêng ở trên cái TV Kuka này nó còn cài được cả TikTok nữa. Đây để mình cho các bạn xem. Thì cái TikTok ở trên này mình thấy nó khá là hay, kiểu như là nó sẽ lọc những cái video mà phù hợp để xem ở trên TV. Đấy, cũng có phần For Your Page này. Đó, thì đây là Diệu Nhi, video Diệu Nhi, kiểu bây giờ Diệu Nhi đang hot ấy, thì nó sẽ đẩy Diệu Nhi lên. Ở đây chúng ta sẽ xem theo kiểu cũng quẹt, thay vì quẹt lên quẹt xuống thì đấy, quẹt sang. Đó, và ở dưới thì nó sẽ có những cái catalog để cho chúng ta xem cho nó dễ. Ví dụ như là giải trí, văn hóa, làm đẹp, thể thao, thú cưng, ẩm thực, nghệ thuật. Ý là nó sẽ phân loại và lọc cái nội dung mà nó phù hợp và hay và tốt để mà xem trên TV. Hoặc là bật cái video TikTok để mà tập nhảy luôn, chứ không cần phải là lên YouTube để search TikTok tổng hợp nữa. Đó. Và tiếp theo nhắc đến TV thông minh, chắc là mọi người sẽ nghĩ về điều khiển. Và có một cái nút ở đây, đó chính là nút Google Assistant. Và các bạn cũng chắc là các bạn sẽ thấy nhiều cái kiểu như thế này rồi. Bấm vào nút này một cái sau rồi hỏi mở YouTube máy bay blog. Ồ, thì cái việc mà cầm cái điều khiển bấm sau hỏi thời tiết rồi bảo mở cái này mở cái kia nó bình thường thôi các bạn. Các bạn có thấy bốn cái chấm ở dưới này không? Lúc đầu mình cũng thắc mắc là tại sao cái tivi nó vuông, nó liền làng như thế này, nhưng tự nhiên lại có thiết kế bốn cái, một cái ụ ở dưới này và có bốn cái chấm. Và mình đã phát hiện ra là thực ra chúng ta còn không cần đến điều khiển để điều khiển cái tivi này nữa các bạn. Bởi vì bây giờ cả cái tivi này nó sẽ đóng vai trò như là một chiếc Google Home. Ta có thể OK Google, thời tiết hôm nay thế nào? OK Google, mở Billie Eilish.
ở bất cứ đâu trong nhà. Không cần phải tìm, ví dụ như là không thấy cái điều khiển đâu thì cũng có thể ok Google volume up. Got it. Ok Google volume down. Got it. Và nó có thể nói được cả tiếng Anh, cả tiếng Việt. Tuy nhiên thì với những cái tác vụ mà kiểu như là ra lệnh rồi điều khiển nhà thông minh thì mình thường là sử dụng tiếng Anh quen rồi ấy, nên là mình sẽ dùng tiếng Anh. Bây giờ mình sẽ demo cho mọi người cái dùng TV và giọng nói để điều khiển các thiết bị thông minh trong nhà. Ví dụ như là ok Google, turn on bed light. Sure, turning on the bed light. Hoặc là ok Google, start RoboVac. Okay, starting RoboVac. Trời ơi, cứ tưởng là nó không chạy, kiểu bình thường mình dùng nó chạy bình thường ấy. Xong bây giờ kiểu demo cho bạn xem nó không chạy thì nhục. Hello. Và đó là video giới thiệu chiếc TV mới của mình, chiếc Kuka 65 inch S6 G Pro Max. Và nếu bạn nào muốn tìm cái tên TV thì cái tên của nó là như thế. Và mình có thể đặt cái tên ở dưới để cho các bạn tìm. Và cái tên thì nghe nó có vẻ là VIP Pro thế thôi, nhưng mà cái mức giá thì mình thấy rất là hợp lý, khoảng 15 triệu cho một cái TV màn hình rất là to. Để mà mua được cái mức giá 15 triệu này thì mình thấy là trên Lazada vào các ngày sale như là sale giữa tháng hay là sale 8899 gì đó thì các bạn cũng có thể mua. Và mình thấy là nếu các bạn nào có điều kiện để mà đổi một chiếc TV mới hoặc là đầu tư một chiếc TV mới mùa dịch thì nó rất là hợp lý, bởi vì nó sẽ làm cho việc chúng ta ở nhà nó bớt nhàm chán hơn, rồi chúng ta có thể xem phim, chúng ta có thể chơi game, rồi xem TikTok, thậm chí là làm một cái cửa sổ để cho nó bớt nhàm chán. Không đùa nữa, và nếu các bạn thấy video này hữu ích thì đừng quên cho mình một like, một share, một subscribe nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.